Cho nên cái nhận định ban đầu cái bản chất phản ứng
gọi là hoặc ống kén mà lâu đi bộ, thì nó lại gợi ý đây là một cái điển hình của một cái lạc mà mẹ xin lỗi, là một cái phản ứng kém hoặc là một cái dạng phản ứng kém kính mờ, tức là cái hình ảnh nó hơi khác nhau một xíu, thì cái này nó là điển hình của một cái lạc mà mẹ tử cung. Rồi có những cái phản ứng gọi là hỗn hợp, có trống, có kém, có cùng tập, thì các bạn sẽ thấy rằng cái khối u buồng trứng nếu chị làm nhiều cái chị sẽ thấy hình ảnh nó rất là đa dạng và làm cho chúng ta rất khó đánh giá. Thì nó gọi là phản ứng hỗn hợp mà thường các chị sẽ thấy trong cái trường hợp u bì hoặc là cái khối ung thư buồng trứng. Dù đây là một cái hình ảnh xuất huyết nang buồng trứng, các chị có thể gọi là cái hình ảnh yếu kém và có những cái giải sợi trong, thì các chị nhìn cái hình ảnh này thì chị có thể chẩn đoán được đây là một cái xuất huyết nang buồng trứng hoặc đây là một cái dạng phản ứng kém dạng kính mờ của một cái lạc mờ màng. Thì các chị thấy là cái vô kém một cái khối đơn vị không phải không chỗ thì chị có thể chẩn đoán chắc chắn là lạc mà mẹ lạc mà mẹ, có nghĩa là chẩn đoán điển hình không có khi nào điển hình trên cái khối u buồng trứng. Hoặc các chị thấy một cái khối phản ứng hỗn hợp nào đây vô dày đây vô trống có bắp có chỗ vân vân thì chị sẽ gọi đây là phản ứng hỗn hợp. Về ai chúng ta định nghĩa như thế nào gọi là phần đặc, thì cái phần đặc là một cái cấu trúc có hồi âm dài trên siêu âm và nó gợi ý là đó là hiện diện của một cái nhu mô, tức là cái tissue cái nhu mô. Thì cái phần đặc này về cái môn học nó có thể là những cái giải sợi, những cái khối u hoặc là những cái fibroma trong cái khối u buồng trứng. Rồi ai chúng ta có định nghĩa như thế nào gọi là quai mô, thì cái từ tiếng Anh này cái cũng khó dịch ra cái từ tiếng Việt nhưng mà trên siêu âm các chị sẽ thấy hình ảnh đó là một cái khối phản ứng dày sáng và đây là một cái đặc tính điển hình của cái khối u bì. Cho nên khi các chị siêu âm khối u phụ mà chị thấy có một cái khối các chị nguyên nhãn mạnh ở đây là các chị sẽ bị tập với đây là phản tập. Và thực tế là ở ví dụ IOTA tại bệnh viện đầy đủ trong mấy năm nay thì cái mà bị lầm nhất là cái quai mô, các chị nhận định đây là cái phản tập và chị tính nó như là cái phản tập và chị đưa vào cái phòng điều IOTA và cái nguy cơ ăn tính lên rất là cao. Nhưng một cái bộ mô ra nó là cái bị lầm tin hoặc là chị nhận định đây là phản tập và chị chẩn đoán ra thì tập và chị làm em ra cuối cùng ra là bị, thì cái thực tế là mình thấy lầm là các chị bị lầm cái quai mô và chị nhận định đây là một cái khối cái phản tập và chị tính chẩn định tính cái nguy cơ xa. Thì đây là cái hình một cái khối u bì có cái khối quai mô điển hình, đây cũng một cái trường hợp u bì và chị thấy hình ảnh gần giống như u đặt nhưng mà chị để ý là chị sẽ thấy là một cái phản ứng sáng rất rõ và chị để ý nó sẽ có thêm cái tính chất của cái u bì của một cái phản ứng dài một sợi móng như là những cái sợi tóc. Rồi yêu ta định nghĩa như thế nào là cái chồi cũng rất quan trọng, tại vì các chị khi chị nhập vô phần mềm tính luận mặt yêu ta nếu chị nhập định sai cái phần chồi nhập vô là chị sẽ nhận định sai, nó không phải chồi thì chị xem là chồi và chị nhập vô phần mềm yêu ta dẫn đến nguy cơ ác tính rất cao thì nó sẽ dẫn đến là những nguy cơ ác tính bị sai. Thì yêu ta định nghĩa chồi là phần đặc từ thành nam nhô vào trong, có nghĩa là các chị sẽ phân biệt phần đặc là khác solid khác với bao giờ thì có nghĩa là phải lỏng vô trong nam, solid nó là một phần đặc nằm kế ngoài ống lồi phần nam, thì như vậy nó phải lồi bên trong, chị thấy một cái khối u dạng nam bên trong có phần đặc mà nó lồi vào trong lồng, thì cái đó nó gọi là papillary, tại vì tính chất papillary nó khác với tính chất solid trên cái phần mềm và chị nhập vô thì tính nguy cơ, cho nên nếu chị nhận diện hai cái này nó bị đồng nhau thì các chị sẽ dẫn đến tính cái nguy cơ nó sai. Và có những cái phần đặc muốn được định nghĩa là papillary thì các chị phải đo cái chiều cao nó trên 30 mm, nếu dưới 30 mm thì không được gọi là chồi. Thì đây là cái cách mà đo của cái phần chồi theo định nghĩa của ta, thì các chị thấy ở thành u nó có một cái phần đặc nhô lên và chị sẽ đo cái chiều cao, không có đo cái chiều ngang mà các chị sẽ tính cái chiều cao phải trên 30 mm và chị lưu ý là các chị không có tính cái thành u, không bao gồm phần u. Các chị nếu chị đo có người đo từ đây tới đây là sai, chị chỉ đo từ đây đi lên thì như vậy mới đúng gọi là cái cách đo chồi. Thì đối với chồi các chị sẽ bị lầm với cái gì nữa, cái cục máu đông, thì chị thấy cục buồng trứng có những cái xuất huyết nang bên trong nó có những cái cục máu đông và cái chị nhìn qua chị như cái chồi và chị chẩn đoán u nang thì đặc vì là đơn vị đặc nang thì đặc vì chị thấy có một cái phần đặc nhưng mà bệnh nhân được hội chẩn rồi thứ hai tuần sau ba tháng còn nữa thì đó có thể của chị
một cái xuất ra và anh chị lồng với một cái cục máu đông và nó nhìn hình ảnh của cái phần mặt, cho nên chị dẫn đến chẩn đoán sai. Thì người ta có những cái kỹ thuật để giúp cho mình phân biệt giữa một cái phần gọi là phần mặt do thực sự của một cái khối u thực thể hay là một xuất huyết đông, thì các chị có thể dùng cái kỹ thuật ấn đẩy kết hợp giữa bụng và đầu giò. Thì cái cục máu đông á thì thường nó sẽ dịch chuyển, trong khi đối với cái phần đặt thì nó không có thay đổi. Và khi cái chỉ phổ nó lên thì đối với cục máu đông thì chị sẽ không thấy là cái đó mạch máu bên trong. Còn nếu chị thấy có cái dòng chảy bên trong thì nó chính là phần đặt. Và chị lưu ý rằng khi chị xét tóc cái tiền của cái đốt lên rất là quan trọng. Nếu chị để cao quá thì chị cũng thấy không thấy dòng chảy bên trong. Mà các chị phải để mức độ là thấp thì các chị và cái quy ước của biota để ra từ frequency chị phải từ 0.3 đến 0.6, chị mới có thể thấy được cái dòng chảy bên trong. Và trong trường hợp nếu mà các chị vẫn không chắc được nó là máu đông hay phần đặc thì yêu ta khuyến cáo rằng xem như nó là phần đặc, tất nhiên chị không thể phân biệt được nó rõ ràng là cái phần phụ đặc hay là cái phụ máu đông thì mình sẽ xem như nó là cái phần phụ đặc đó rồi. Chị lưu ý một cái nữa là có những trường hợp lạc mềm mạc, nó có những cái phần cảm ứng và nó đọc lại với những cái phần đặc, cho nên chị chẩn đoán đây là một cái phần đặc mà thực sự nó là những cái gọi là những cái trong cái u lạc mềm mạc nó có những cái xuất huyết và nó có những cái sợ khi nó đọc lại và nhìn như là cái phần đặc và cái trội, thì cái chị thấy nó sẽ tự động, cái chị cho bệnh nhân thay trở thì cái đó nó sẽ thay đổi theo, thì như vậy nó là do sự cảm lắm của cái lạc mềm mạc chứ không phải là phần đặc. Tại vì chị thấy khi chị nhập vô đó là papillary hay là phần đặc thì cái nguy cơ ác tính sẽ tăng lên. Có cái tính chất nữa chị cần lưu ý đó là thằng u không có đều. Tại vì trong cái phần mềm của iota có những cái tính chất như vậy. Cái tính chất thằng u không đều được định nghĩa là gì? Khi chị thấy có một cái khối u và bên trong có cái chồi có phần đặc, và các chị lưu ý rằng cái thằng u hoặc là những cái có những cái chồi của cái chồi dữ internet thì các chị sẽ dùng cái tính chất đó là thằng u không đều. Hồi nãy có nói các chị khi các chị định nghĩa thế nào gọi là chồi, chồi có nghĩa là các chị đo cái chiều cao trên 3 mm thì các chị định nghĩa nó là cái chồi. Nhưng mà nếu cái chồi nó nhún lên các chị đo dưới 3 mm thì các chị đưa vô cái tính chất là thằng trong u không đều. Tại vì hai cái tính chất nó khác nhau, nó nhập phần mềm khác nhau thì các chị sẽ dẫn đến tính nguy cơ là nã nó khác nhau. Rồi có một tính chất là thằng ngoài cũng không đều. Bây giờ các chị đâu các chị hay để ý là cái khối u ở bên trong như thế nào, chồi và như thế nào, chị quên cái tính chất rất quan trọng đó là cái bờ ngoài của khối u. Thì cái bờ ngoài của khối u nó không đều á, nó là một cái tính chất rất gợi ý đáng tin, là nó gợi ý cái khối u gọi là u nghịch mọc. Cho nên là các chị để ý thêm cái bờ ngoài của khối u, các chị sẽ thấy nó hình đa cung, nó không có tròn đều cái khu mặt mình, thì nó làm tăng cái nguy cơ ác tính. Định nghĩa vắt rất quan trọng. Tại vì khi chị nhập vô thì chị cũng phải định giá cho nó đúng. Đầu tiên là vắt ngang hoàn toàn. Vắt ngang chính là những cái dải mô mỏng chạy ngang trong lòng nang từ cái thầm bên này chạy qua đối bên. Nó phải chạy qua đối bên thì mới gọi là vắt ngang hoàn toàn. Còn cái vắt ngang không hoàn toàn có nghĩa là trên một số mặt cắt chứ không phải mọi mặt cắt. Trên một số mặt cắt, có mặt cắt thì chị thấy nó chạy ngang, có mặt cắt nó chị xoay hướng đầu giò khác, các chị sẽ thấy nó không hoàn toàn, nghĩa nó chạy tới đây nó lưng chuyển nó tương lại, thì đây được gọi là mặt cắt không hoàn toàn. Tại sao nó quan trọng? Tại vì các chị nhận diện được cái mặt cắt không hoàn toàn này thì các chị nói là tính chất điển hình của gì, của ứ dịch tê bòi, nó là tính chất mạng tính, thì các chị kết luận nó là ứ dịch tê bòi, chứ các chị không kết luận nó là gì, nam đa phì, nó sẽ khác nhau một cái ứ dịch tê bòi khác. Nên ta thủy bùi trứng. Cho nên các chị phải có tiền thấy những cái tính chất đặc hiệu của cái ứ dịch tai bài, đó là cái vắt ngang nó chạy ngang không hoàn toàn. Một cái tính chất trong iota các chị cần lưu ý vì nó là tính chất cần tính. Tại vì sau đó chị sẽ thấy có những khi trong cái bài tiếp theo của giáo sư chị nhập vô cái tính chất phóng thương dương tính một cái là nó ra cần tính. Mà cái chị không nhận diện được cái tính chất này, chị nghĩ đây là phần đặc thì chị nói đây là cái ác tính và nó nguy cơ rất là cao. Nói các chị là thực tế là làm thật cái khối u u bì, các chị thấy cái u bì rất là hay gặp, các chị chẳng có bị lòng nhiều lắm, các chị chẳng có u đặc, nguy cơ ác tính rất là cao của vùng ra u bì hết, thì đó là cái tính chất các chị phải để ý, đó là cái tính chất bóng lưng. Thì cái bóng lưng đó là cái tia siêu âm nó bị mất, khi một cái sóng siêu âm nó đi qua, chị thấy đây, dù đây là cái sỏi túi mật,
và sỏi thận vân vân. Khi chị đi qua một cái sóng kia thì nó bị một cái vòng cản ốc lại và cái tia nó không đi qua được, cho nên nó không kịp bền phía sau, nó gọi là mất cái tia sóng đi qua. Thì như vậy nó là điển hình của cái u bì. Và chị nhận diện được cái tính chất này thì chị nhập vô nó là ra là u bì và là coi như khối u lành tính. Trong khi chị không để ý những cái tính chất có những cái bóng tương như vậy, chị nghĩ đây là một cái khối u đặc và chị sẽ làm đây là một cái khối u đặc. Ví dụ chị thấy đây là những cái ca mà u bì, chị nhìn qua những cái u đặc nhưng chị để ý có những cái sắc bóng lưng một vài chỗ. Nếu chị không để ý tính chất này, chị nhìn vô chị nói đây là một cái u đặc và định làm em ra đủ thứ và cuối cùng nó ra là một cái u bì. Điều đây là một cái trường hợp khác, chị nhìn qua chị thấy những cái u đặc và có vẻ những cái chỗ không đồng nhất. Xin lỗi. Chị để ý chị thấy có những cái sọc bóng lưng, nó điển hình của u bì. Và chị thấy có một cái tính chất rất đơn giản mà chị có thể cho bác sĩ nói đây là u bì, không cần phải làm em ra. Còn bây giờ thì chị không thấy những cái sọc bóng lưng, chị nhìn vô là thoáng giống với u đặc mà có vẻ có nham dở không đồng nhất, và chị đã để là u đặc để chị em ra, cuối cùng nó ra là một cái u bì. Đây cũng là trường hợp u bì, anh chị để ý có những cái hình ảnh bóng lưng rất là rõ. Mặc dù nhìn thoáng qua những cái u đặc nhưng mà để ý lại thì mình thấy là tính chất acodisado nó rất là quan trọng. Nên chị thấy một cái u mà có hình đặc thì chị cố gắng tìm cái chỗ này, thì đây là cái dấu đặc trưng của một cái u lành tính. Cái bóng lưng còn có thể gặp trong gọi là cái u sợi, trong một số gọi là cái u sợi lành tính của bụng trứng. Các chị nhìn qua thì chị thấy u đặc nhưng mà để ý nó có những cái sọc giống như là cái u sơ vậy đó, thì đây cũng là một cái tính chất lành tính của u sợi. Điều ta quy ước rằng chúng ta phải lo cái thứ khối u ba chiều. Có nghĩa khi chị cắt dọc thì chị sẽ lo đường kính trên dưới và chị lo đường kính trước sau. Sau đó chị phải xoay ngang một vòng. Chúng ta có cái thói quen chúng ta đo hai chiều. Cái gì chúng ta có đi đo hai chiều. Nhưng mà chuẩn hóa thực tế là tất cả những cái khối u hay những cái gì đó chị phải đều cắt dọc và quay ngang. Chị phải cắt ba chiều. Tại vì có những cái khối u mà khi chị xoay ngang lại nó rất là lớn, cho nên là chị phải xoay ngang để chị đo. Cái thang điểm đốt lên màu trên theo IOTA thì nó có vẻ hơi định tính, có nghĩa là ví dụ như thang điểm số 1 có nghĩa là chị thành phố đốt lên màu không thấy một cái mặt máu, số 2 có một hai mặt máu, số 3 là trung bình và số 4 thì rất là nhiều. Thì nếu chị dùng chất đốt lên màu thì các chị sẽ thấy các chị về chất axit thì chị để ý rằng thường cái dịch ở người phụ nữ nó sẽ có một cái số dịch tự do vùng ruột sau. Thì như vậy nó khác với cái dịch mà dịch trong những cái gợi ý ác tính của vùng trứng như thế nào. Thì người ta, tại vì nếu chị thấy dịch vùng đồ mà chị lộn với một cái dịch axit thì chị nhập cái dịch axit dương tính vô thì chị thấy ung thư nguy cơ đổi lên, trong khi nó là cái dịch vùng ruột sau thành tính. Cho nên chị yêu ba quy định rất rõ, các chị phải cắt dọc và phải dịch lan ra khỏi cuối cùng ruột lan. Cuối cùng ruột lan này mình phải lan ra phía sau cái mặt tử cung này thì cũng được gọi là dịch cục đồ. Còn những cái dịch các chị nhớ phụ nữ rất hay có những cái dịch sinh lý ruột lan, nó không phải là dịch cục đồ, nó được định nghĩa là dịch axit của cái bụng trứng, tại vì nó là một cái chất mà tăng nguy cơ ác tính rất rõ. Cho nên chị nhận định sai thì chị giống nam sinh cái nguy cơ sai. Thì cái phần cuối đó là cái gọi là sau khi chị dùng những cái thuật ngữ mô tả rồi bắt echo trống, echo kẹt, mờ dịch cục đồ vừa trong u vừa ngoài u như thế nào để đánh giá cái khối bụng trứng, thì khi các chị kết luận ra như thế nào thì các chị theo yêu ta các chị sẽ kết luận gì. Nếu nó là cái nang đơn vị, nó không có bắp bên trong, nó không có bụng đặc, nó không có gì hết thì các chị gọi là nang đơn vị, kết luận là nang đơn vị. Nên chị thấy đó cái khối dạng nang nó một thùy, có nghĩa là cái trống chị không hề thấy bắp, và chị sẽ thấy có phần đặc hoặc ít nhất một chồi, tức là một cái nang không có bắp mà có phần đặc hoặc chồi, thì chị sẽ kết luận là nang một thùy đặc. Nếu chị thấy một cái khối u có rất nhiều bắp hoặc chỉ có hai bắp với chị, nhiều khi chị thấy một cái khối gọi là trên hình mô tả là gì, một cái khối u dạng hai thùy, hoặc có nghĩa là nó cần có một cái bắp nhỏ bên trong thôi và nó không có phần đặc bên trong, thì chị sẽ kết luận đây là gì, nang đa thùy, đơn giản vậy thôi. Rồi nếu chị thấy vừa có mắt, nó vừa có phần đặc bên trong hoặc là phần trồi bên trong, thì chị nói sao? Đa thùy đặc, rất đơn giản, có một mắt bên trong
có phần đập không có nhồi như định nghĩa chiều cao trên 3 mm thì mình đọc đây là đa thùy đập. Rồi cuối cùng là phần đập có nghĩa là thấy một cái khối còn ăn phần đập không, hoặc là phần đập này nó chiếm trên 80% của cái khối u thì chúng ta kết luận đây là phần đập. Thì theo một cái nghiên cứu rất sơ của chúng ta với một cái định hướng bắt đầu thì các chị kết luận nó là đơn thùy đập, đa thùy đập hoặc là đập, thì các chị cũng thấy cái nguy cơ ác tính nó sẽ khác nhau. Và chị thấy đối với một cái khối u mà có phần đập bên trong thì cái nguy cơ ác tính nó sẽ tăng, ngay cả đơn thùy đập đấy chị cũng chỉ là nó lên 33%, trong khi nếu mà nó đa thùy thì các chị sẽ thấy chỉ 10%. Thì cái bài trình bày của mình đến đây là hết. Tại vì chị nói giới thiệu rất sơ và ấy nhiều cái nghĩa rất quan trọng để chị có một cái nhận định ban đầu về cái tiêu chuẩn mô tả trên siêu âm, và sau đó các chị sẽ xuyên suốt một tập sáng nay các chị sẽ được giáo sư Đơn Thị Bà Men giới thiệu tiếp về cái việc mà ứng dụng những cái phần mềm như thế nào để đánh giá cái khối u buồng trứng.